Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ok, hôm nay mình mới chế được một dàn quay cho đội cầm phóng lợn của mình đi phượt. Đấy, anh em thấy chưa không? Quay đủ các loại màu luôn. Đấy, cầm luôn cả phóng lợn này. Chúng mình sẽ gọi đi phượt từ Nam ra Bắc luôn. Rồi, lên đường thôi anh em ơi. Hôm nay các thanh niên mặc đồ có vẻ chất đấy. Tôi hôm nay sẽ chơi quả đồ Gucci này, chất lượng luôn, và tôi sẽ đi con quay màu hồng kia. Rồi, anh em chuẩn bị đồ lên đường thôi. Mặc áo sói mãi cũng chán, là nay chuyển qua Gucci. Kìa, mấy đứa bạn tôi đâu rồi nhỉ? Tôi đi không thấy đứa nào đâu nữa. Em bọn này đi nhanh thật đấy, chả thèm đợi tôi gì cả. Còn mỗi hai đứa đi đằng sau kia đi cùng tôi thôi. Ảo thật đấy. Chắc bọn nó định đợi tôi ở đích rồi đây. Ai, đúng là chán mấy thanh niên. Làm mình phải đi mê à. Ui ôi, toang rồi. Ông đi đứng kiểu gì ấy hả? Ông biết đây đường nhà ai không? Ui ôi. Ôi rồi, bạn ấy sao lại bắn đồng đội mình này? Thôi xong rồi. Ui ôi, này còn gì là người nữa. Thôi xong rồi, toang đội hình rồi. Hỏng. Này không được rồi. Chắc là tôi phải này quay lại video thôi. Đây rồi, chúng tôi đã tập hợp đủ rồi. Bây giờ chúng tôi đi cùng nhau chứ không bỏ nhau nữa. Let's go.